Trước tiên là cái bàn tay này Ngân đi bonder, tay bên kia thì Ngân đi bond xong rồi, Ngân đi base luôn rồi. Bây giờ bàn tay bên này mình quay sang mình đi bonder, rồi sau đó mình đi base ha. Bond thì mình chỉ đi ngay chỗ móng thiệt để mình khử dầu thôi. Sau khi xong là em sẽ đi base, base để hơi đèn cho 30 giây. Thì cái base này mình sơn y chang như base cho manicure vậy đó. Tay này của khách đó là lần rồi là làm tháp, lần này em chuyển sang Zen Builder Gel. Tùy theo cái mẫu design mà cô khách này có làm khác nhau. Nói chung là hai cái thì độ bền của nó đều ngang nhau, cho nên là đối với khách thì mình làm cái nào cũng được hết. Đấy. Sơn B và đem đi hơ đèn. Cái hơ đèn này là mình hơ 30 giây tới 1 phút giùm em nha, tùy theo đèn. Đó, sau đó cho ra cho đi hơ đèn cái phần base. Còn tay bên này á là Ngân đã đắp hết một ngón rồi. Bây giờ ngón này nè, cái cọ này nó còn một tí xíu treo nè, em quét mạnh xuống ôm vào. Rồi mấy anh chị thấy được không? Rồi sau đó cái màu Ngân xài hôm nay là màu số 4 nha. Mình lấy một cái lượng không có quá to, vừa thôi. To mắt công mình để lại. Rồi. Buông ra. Đẩy sát mí lên. Nhả xuống, nhả xuống, nhả xuống từ từ. Bên đây cũng vậy, nhả xuống từ từ. Tập trung vào phần chính giữa của móng thôi nha. Đó. Tới đây. Cho đi hơi đèn. Rồi qua bàn tay bên này. Thì bàn tay bên này đó, để em coi coi. Okay. Bàn tay bên này thì em cũng còn lại cái lượng treo trên cây cọ nè. Cái móng người ta nhỏ thì mình cây cọ tròn, cây cọ oval này nè. Mình để xuống mình đè mạnh cái là nó bè ra hết hai bên. Lấy một cục treo nhỏ thôi ha. Để đúng chính giữa. Cái Zen Builder của mình nó không có nóng tay, cho nên là mình đi đúng một cục, một là nó ra cái form móng rất là đẹp và dễ nữa. Mình đẩy lên từ trên này. Đầu tràng đi xuống nhẹ hai bên. Lắc đều qua trái, lắc đều mí phải. Xuống tới chính đầu móng cái mình. Cắt đi. Đó, cho đi hơi đèn. Mọi người thấy dễ không? Thiệt là chưa bao giờ làm builder gel mà dễ như bây giờ nha cả nhà. Mình xài cái formula của Zen Builder nó không có nóng tay, cho nên là mấy anh chị làm đúng một lần một cục gel nó xong. Nó vừa nhanh mà nó vừa dễ cho mình nữa. Đó, em lấy cục treo nè, thả nhẹ ngay chân, dở lên. Đó, đi xuống, qua trái, lắc, lắc, lắc. Qua phải, lắc, lắc, lắc. Đầu chính giữa, ra xuống trái, ra xuống phải. Đi lên tới chính giữa. Cắt đầu móng. Sau đó cho đi hơi đẹp. Nhanh chưa? Mình làm quen đó, chưa tới một phút nữa là mình đã xong một móng rồi cả nhà. Nó dễ dữ lắm luôn. Ở đây để tránh là nó không có bị tràn ra bên ngoài. Nó bị tràn ra bên ngoài khi mình để treo lên á, thì cái treo nó self level nó cũng sẽ tự nó tràn ra bên ngoài. Nhảy qua góc trái nè, lắc nhẹ vô chân nè. Qua góc phải nè. Cái cọ của mình á, mình để cho nó nghiêng, nó hơi xéo xéo, để cho nó không có bị bè cái móng mà nó nằm thon gọn bên trong. Cho đi hơi đẹp. Qua bên đây, cái cọ của mình nó còn treo. Còn treo thì mình cứ để lên móng cho nó tròn. Ôm bên đây một cái. Ôm bên đây một cái. Rồi lấy một cục treo nhỏ thôi. Để ngay cái chân. Cho nó ngay cái mí nó vừa vô mí xong là bắt đầu. Ba, qua đây. Mỗi bên đó mình lắc xuống 1, 2, 3. Rồi mình di chuyển xuống dưới luôn. Ở đây mình ra mình cắt luôn cái đầu móng là xong. Đó, anh chị nào mà làm builder gel á, mà bị nóng tay khách phải giật ra giật vô đó. Mọi người thử qua cái gen đi, nó không có nóng tay cho nên mình làm khỏe dữ lắm. Cái màu Ngân xài đang là cái màu màu số 4, màu này cũng đẹp. Màu này đẹp tự nhiên. Acrycot Blossom. Đẩy lên góc. Mình giữ cho cái góc móng chỗ này nó hơi dày hơn để cho cái form nó đẹp. Đi dài xuống đầu móng và trái.
Tới đây thì em đứng cây cọ để em đi cái đường viền một lần luôn cho xong. Rồi, sau đó cắt cho hơi đẹp. Bàn tay bên này là 5 ngón mình đã xong rồi nè. Đó, mọi người thấy quen nghe không? Rất là dễ luôn ha. Đó, mà ra cái form móng vậy nè, màu đẹp dễ sợ chưa kể nha. Không có nóng tay khách nha. 98% khách mà xài Zen Builder là không nóng tay mà ra cái màu đẹp lắm. Hồi nãy em làm bên này hai ngón trước rồi cho nên là bàn tay bên này nó xong trước. Bàn tay bên này là mình chỉ cần nó flat kia thôi chứ không cần phải hơ lâu quá đâu. Builder treo mà mình xài cái loại mà nó nóng tay á, mình làm nó lâu lắm tại khách phải giật ra giật vô. Còn mình xài cái loại mà nó không có nóng tay của Zen rồi đó, đi đúng một phát một là xong. Rồi sau đó cho đi hơi đèn. Hơi đèn thì mình chỉ cần flat kia cỡ 10 giây thôi chứ không có cần phải lâu quá nha. Tại vì một móng này mình cho nó flat kia, nó định hình cái móng lại, nó đừng có chảy nữa là được rồi. Cái cọ tròn này là cái cọ mới, cái cọ o mình để mình làm móng oval nó ra nó dễ làm lắm. Lấy cái hũ ra bên ngoài luôn đi cho nó dễ. Lấy cục treo to hơn. Móng cái thì mình sẽ lấy cái cục treo nó to hơn. Rồi em để chính giữa đây nè, giữ cái treo nó nằm lại trên đầu nha. Rồi, giữ cái treo nó lại nằm ở phần đây, phần chân móng này cho nó đủ độ dày. Đi qua hai bên, đi qua chính giữa. Nếu mà mình có bị bong bóng là mình xoay, mình xoay cái cọ, mình xoay tròn tròn nè là cái bong bóng nó sẽ bể ra. Cục này em lấy hơi to, to thì cắt bỏ đi, chùi vô cái hũ một cái cho nó gọn một cái. Rồi bắt đầu mới dát cái treo. Rồi sau đó cho đi hơi đèn. Mình sẽ xong cái tay bên kia, mình đã xong hết rồi. Thì lúc này á, mình đã chùi alcohol để cho nó khô á. Mình chùi cho sạch rồi sau đó mình sẽ giũa. Mọi người thấy không? Nó gọn, nó khô. Làm nó nhanh là nhờ nó không có bị nóng tay. Sau khi xong nó bắt đầu mình quay sang mình giũa xếp. Trong khi chờ cái bàn tay bên kia hơi khô thì mình bên này là mình có thể mình quay sang mình giũa xếp được rồi. Anh chị mà chưa làm builder treo đó thì mình có thể mình thử cái loại này để mình đưa cái dịch vụ mới vô tiệm mà nó không có nóng tay. Mà cái formula của Zen Builder đó nó không có quá là chảy. Có nhiều loại á nó chảy dữ lắm. Mấy anh chị mà chưa có rành nghề builder treo đó và mình làm đó mình sẽ thấy nó rất là khó tại vì nó chảy tùm lum mà. Control nó khó lắm. Còn mấy anh chị thử qua cái Zen Builder á, mặc dù đối với người mới á nó cũng dễ control nữa, là tại vì nó không có quá chảy. Để đâu cái nó nằm tương đối là nó rất là ổn định để mình di chuyển. Và khi mà nó không chảy thì mình làm cũng nhanh nữa. Sau khi hơi 60 giây thì cái móng của mình nó đã hoàn toàn khô rồi. Thì lúc này là mình cứ giũa xếp mà mình giũa cuticle là mình làm design nó là được. Xong cái móng bên này, qua bàn tay bên này sau 60 giây thì móng nó khô đó. Mình nhớ là chùi alcohol nha, chùi alcohol cho sạch rồi mình mới bắt đầu mình design được. Rồi cái tay bên này thì không có ngồi, nó hơi bị dướng một chút cho nên giũa cũng không có thuận. Bên tay trái thì không có thuận, để mình sửa cái này lại. Thường mà làm live á, em làm cái tay phải của khách nó sẽ đẹp hơn tay trái. Tại vì làm live phải canh cái góc video mà tay trái này không có thuận lắm. Cái góc bên này nè, nó hơi nghịch một chút xíu cho em.
trong các cái loại móng á, em thấy nha, kinh nghiệm mình làm mà mình thấy khách đeo thì mình để ý thôi. Thì trong các cái loại dịch vụ á thì em thấy là builder gel là nó bền nhất, cái độ bám của nó là nó cao nhất trong các loại luôn mấy anh chị. Khách đi 5-6 tuần vẫn ok bình thường. Rồi sau khi xong bắt đầu mình sẽ dũa. Thì ở đây đó là em hay có cái máy hút bụi, mặt bàn mà nó bị dính bụi nhiều quá mình cũng khó chịu đó. Nên là đây nè, cái máy hút bụi hồi nãy em phá treo móng khách nè, cái máy bụi nó dính hết dưới này. Thì bây giờ mình dũa móng mình cũng xài máy hút bụi luôn nha. Trước tiên thì Ngân thường là Ngân dũa là Ngân chia thành hai phần để Ngân dũa. Ngân hay tách ra. Ok. Ở đây thì em sẽ xài cái đầu dũa mịn để em chạy vào sát trong chân. Nó xài đầu dũa tròn để mình chạy vô sát trong chân. Nó có mấy đầu dũa rồi, nói chung là đang làm sen nhưng có lúc bị líp. Bị líp là líp đầu móng hay là líp bên trong? Nếu mà líp mà đầu móng á, là mình coi lại cái phần móng giả mà mình gắn lên á, mà nó chưa có hết bóng á, là nó sẽ bị líp. Tại vì treo nó không có giữ được trên cái móng giả mà bóng. Còn nếu mà nó líp mà nó trong chân á, mà hai bên góc á, thì mình coi là cái phần prep hoặc là phần chải máy. Cái đầu này nó đi xong nó sát vô bên trong. Thì em xài cái đầu bình thường thôi. Cho Ngân xin cái hình đi, là Ngân hỗ trợ cách làm cho. Cái đầu mà dạng bình thường thôi thì em thấy là mình sống rất là thọ với nó nha. Xài được lâu mà ngầu như hết các kiểu móng là nó đều xài được. Đó. Tách cái cách tách cái móng này nè, mình đi sát vô chân, đi vô cái đường viền cho đảm bảo là hai góc hai bên. Thường hở móng là hở hai góc hai bên không à, tại hai góc hai bên nhiều khi nó dính vô cái phần da đó mà mình làm không sạch á là nó sẽ bị hở. Đó, tách nó ra, lấy cái tay mình tách cho đều, sau đó mình để đầu dũa vô chạy cho nó sát. Rồi em làm một tay thôi, cái tay bên kia em để hồi đấy em quay video để hướng dẫn cho mấy anh chị nào mà cần dũa cuticle thì em sẽ hướng dẫn để em quay video. Rồi sau khi xong thì em sử dụng cái đầu lộn đầu nữa. Mình sử dụng cái đầu giấy chứ không phải đầu này để chạy. Sử dụng đầu giấy để mình đi cho nó ôm cái form móng. Đi builder treo là mình sử dụng đầu giấy mình đi cái form móng nó mới đẹp. Và tới lúc này thì em sẽ phải xài cái máy hút bụi. Tại vì lúc mà đi đầu giấy nè, để ôm form móng nè, mấy cái bụi nó rất là nhỏ nó ra, mấy anh chị thấy không? Đó. Mình để cái tay đây để mình kê, mình ôm nè. Ôm vô. Lúc này thì mình đi đầu giấy cái form móng nó sẽ ôm đẹp và nó nhanh nữa mấy anh chị. Xong rồi nè, em chị thấy không, ra cái form móng rất là đẹp, gen rất là tốt, thô đất không hôi, thiệt là gen rất là tốt. Em làm gì gì xây chị ơi cho em biết, phải cần xây đầu dũa nào là được em mua của chị nha. Đầu dũa mình xài mấy đầu thường thôi chị, một chút nữa em chụp hình các loại đầu dũa cho gen cho. Mình xài đa phần là các loại thường nó là em thấy là nó dễ xài để mình phết móng rồi mình dũa rồi này kia cho nó sạch á, không có cần phải fancy quá đâu.
sau khi xong nè, mọi người thấy là giũa rất là dễ. Rồi xong thì ở đây là mình xịt alcohol để bắt đầu mình clean móng và mình design ha. Đó, rồi em cho clean móng vậy nè, mình chà gì á thì các em góc nó sạch hết luôn. Xịt alcohol chà cái mình làm cho bàn tay của mình ta sạch luôn. Rồi mình design, mình hãy cho khách đi rửa tay lần cuối. Rồi họ đi rửa tay là họ đi ra tính tiền luôn á, khỏi phải quay lại bàn mình chi nữa. Đó thì lúc này mình muốn mình nhìn coi coi là cái form móng vừa ý chưa, có muốn chỉnh chỗ nào hay không thì mình có thể mình tém nhẹ cái ngón cái này như nó hơi dập dìu. Đúng rồi. Rồi xong rồi đó. Xong rồi thì cái design hôm nay em làm là cái gì cả nhà? Em có cái bông này nè. Đấy, đẹp chưa? Đẹp chưa mọi người ơi. Bông sticker, làm sticker nó khỏe dữ lắm, cho nên là em mê làm sticker lắm. Bông này mình sẽ đi lên hai ngón tay nha. Đó. Xếp cái góc này lại. Cái bông này đâu nó có tới 10 11 màu gì lận đó. Trên website của mình á mà rẻ lắm mấy anh chị. Cái này là cái custom design mà em làm cho công ty luôn. Tại vì em thấy design móng á, mình làm bông hoa nó đơn giản mà nó dễ để cho khách sử dụng nữa. Cho nên là Ngân custom cái mẫu này cho bên công ty với nhiều cái màu khác nhau. Và đúng là cái mẫu bông này thì nó dễ xài, giống dạng như daisy vậy đó. Nó rất là dễ xài. Có màu cam, màu này kia nữa, cho nên vô mùa thu mấy anh chị dễ xài lắm. Cái này là Ngân vẽ ra, là Ngân đặt bên bên cái hãng làm sticker, nó làm ra cái mẫu bông này cho công ty. Làm sao mấy cái mẫu nào mà khách dễ sử dụng trong tiệm á là em khoái lắm. Tại trong tiệm của mình có anh chị thợ đầy đủ hết mà. Thì cái nào mà em thấy thợ dễ xài là em đặt à. Rồi. Tới đây nè, chưa có xong nha cả nhà. Cái này là công chuyện mới sơ sơ thôi đó. Cái này mình có thể mình đi top coat ở dưới một lớp để mình dán lên thì nó sẽ nằm sát xuống. Tại cái mặt này nó còn khô, nó giống như xi măng khô rồi đó. Mình dán cái gì lên xi măng khô thì nó cũng sẽ hơi dễ bung hơn. Cho nên mình phải cà các cái góc cho nó nằm xuống. Rồi sau đó ở đây á, gen á, nó có cái Milky Gel đi kèm là cái màu matching với màu gen. Thì em xài ở đây là màu số 4 thì nó có cái màu gen cũng là số 4 matching luôn nha. Em đi một lớp lên trên. Bởi vì em nói là chưa có xong đâu, công chuyện nó mới có bắt đầu thôi. Em đi cái gen màu số 4 matching lên trên. Mình làm cái hiệu ứng ảo diệu. Nó này cũng vậy, đi gen màu số 4 lên trên. Sau đó là mình sẽ cho đi hơi đen. Cũng là size nhỏ thôi. Đó, cho nó ẩn lên. Rồi cái này thì em sẽ đi cái góc bên kia. Sát vô để cho nó không có bị bè ra. Để cho nó nằm sát xuống rồi sau đó mới sơn thật tốt. Rồi sau khi xong thì mình sẽ hơn thấp sơn thấp coat phủ lên trên. Cái này chắc em làm từng ngón đi để cho nó không có bị bung cái góc ra đó. Rồi sau đó cho đi hết thì em sẽ sơn ngón này.
người coi. Cái này để sáng nó cũng đẹp, mà tắt đèn đi nó cũng đẹp nè, mọi người thấy không, nó chiếu lung linh vậy nè. Như đây nè, mình làm nửa móng cũng được, hoặc là sơn nguyên móng. Rồi em sơn nguyên móng em thấy nó đẹp hơn nha. Đây, cái collection mới của mình là gọi là Star in the Sky nè. Thấy glitter đẹp không cả nhà? Sau khi xong thì em cho đi hơi đi.